Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em thu hoạch mít nhà nên là em sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây là cái cây mít mà hôm trước em có chia sẻ cái video mà khi nào mà mình chọn trái được á. Sẵn đây em cũng quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem lại. Thì hôm trước mình chọn trái thì lúc nó còn nhỏ, hiện nay nó cũng đã lớn rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại ha. Đó. Cái cuống này thì nó mướt, đĩa thì nó dày. Đó. Cái trái cũng vậy, trái bên đây. Cái trái lớn thì cái lón này nó ra trước cho nên là ít có phun thuốc, da nó đã bị hơi nhăm nhăm đen rồi, nhưng mà cái lón trái nhỏ sau thì có phun thuốc chung cho nên là những cái vết đen đó nó đứng lại, nó không có phát triển nữa. Đây là sầu riêng. Thì cái vườn này là cái vườn em có chia sẻ nhiều video rồi đó. Vườn mít trồng chen trong vườn sầu riêng, trồng cặp bờ bao. Đây là cây mít mà hôm trước em có cắt hai trái rồi đó. Em có chia sẻ một cái video về để mít trái chiền, cho ra trái chiền là cái cây này. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn nào có theo dõi kênh của em thì sẽ thấy được cái cây mít này hôm trước thì đã cắt hai trái rồi. Thì cái lón đó cái giá nó còn có giá, còn được 45.000 ký. Thì còn đợt này thì nó chỉ còn có mười mấy ngàn ký à, gần 20. Thì đúng ra thì lúc này thì giá nó cũng đã lên rồi. Đó. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh cho nên là cái việc mà qua cửa khẩu nó khó khăn về kiểm tra và phun khử trùng mà nó lâu cho nên là cái ảnh hưởng đến cái giá hàng hóa qua cửa khẩu rất là chậm, làm ảnh hưởng đến cái giá không lên được. Thì hôm nay giá nó gần 20. Thì cái trái này cũng tới dài rồi, em sẽ cắt trái này và chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem cái cơm nó có đạt hay không, nó có bị sơ đen hay là không, và cái muối mít nó có dày hay là nó mỏng hay là hột nhiều, nó như thế nào đó, để xem cái cách làm của em nó có đúng hay là không. Thì nếu mà cái cách làm mình nó đúng, nó hợp lý thì cái muối mít nó sẽ đẹp. Thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn những cái loại phân nào mà em sử dụng ở trên vườn để có được cái năng suất cao và cái chất lượng của trái ha. Giờ bây giờ em sẽ lên em cắt. Còn hôm trước thì những cái vết cuống nè, những vết cuống mình cắt đó hiện nay nó cũng ra cựa gà rồi. Ngay vết cuống hôm trước em có cắt và vết cuống ở trên đó, hai cái. Thì bây giờ nó cũng ra cựa gà. Thì chuẩn bị để trái chiền, nhưng mà cái lón này thì có thể giá nó sẽ không được cao cho nên là em cũng để ít trái chứ không để nhiều, cũng một hoặc hai trái trên cây thôi để mình ăn chuyền. Còn cái lón mà có giá cao mình mới để trái nhiều. Rồi thì bây giờ cái trái này hôm trước em để sau, hiện nay nó cũng phát triển đồng đều, cũng tròn. Đó. Giờ em sẽ cắt xuống cho cô chú anh chị và các bạn xem ha.
vô nè. Này thì dưới một chiếc nữa là 17 kg. Thì cái lón này thì cũng ít trái cho nên là cái việc phun thuốc nó không có thường xuyên, cho nên cái da có những cái lốm rớm nó hơi hơi khăm khăm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến cái chất lượng trái. Thì hiện tại thì cái quy cách bắt hàng thì những cái vết khăm khăm ít ít như này thì nó cũng không ảnh hưởng. Thì ở trên cây còn một trái, cái trái đó thì mình để chiền, khi trái đó lớn thì sẽ có những cái bông khác nó đẹp nó ra thì mình sẽ để. Thì như lúc nãy cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ngay cái vết cuốn cắt hôm trước á, hôm trước có cắt cái vết cuốn đó thì nay nó cũng lún cùi gà ra ngay đó rồi, thì có thể sau này mình sẽ để trái ngay chỗ cái vết cắt đó luôn. Còn những cái loại phân thuốc mà em sử dụng thì em sẽ chia sẻ trong những cái video tới. Tại vì sắp tới thì vườn em cũng có một cái vườn mít đang cho trái, đang trong quá trình nuôi trái, chọn trái và nuôi trái. Thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Nếu thấy nó hợp với cái vườn nhà mình thì cô chú anh chị và các bạn có thể sử dụng. Thì để em cắt ra coi coi cái mít này nó có cái muối nó sẽ như thế nào ha. Cái việc sơ đen thì chắc chắn gần như là 100% thì nó không có đen đó, nhưng mà cái muối thì nó sẽ lớn, nhưng mà cái màu sắc nó sẽ như thế nào thì để em sẽ cắt ra cho cô chú anh chị và các bạn xem coi cái muối nó nở lớn nhưng mà màu nó có đỏ đậm hay là không. Dự định là cái lón này nó sẽ đã lên giá rồi, mà giờ dịch bệnh thì đâu ai biết trước được. Để lấy được muối bự thì mình sẽ cắt ngay đây để lấy một muối nha cô chú anh chị và các bạn. Cắt ngay đây để lấy một muối cho đẹp cho mít nha. Muối nó lớn, khi mít mà mình cắt ra được một muối như thế này là nó rất là đẹp nha. Không sơ đen. Trái thì phát triển đồng đều, không ốp méo. Để em sẽ cắt sâu xuống một miếng nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem coi những cái muối ở phía dưới, cái muối đó nó có lớn hay là không ha. Đó, rất là đẹp. Những cái muối phía dưới đây, cái muối nó cũng lớn mà. Đó, muối lớn mà nó dày. Rồi, thì video này em quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo, xem coi cái mít
mà mình để trái chuyền thì nó có đạt hay không ha, với lại là những cái loại phân thuốc mà em đang sử dụng thì trong thời gian sắp tới thì đối với những cái vườn mà đang đang sử dụng phân của em á, thì em sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Rồi em xin chào và xin chúc cô chú anh chị và các bạn mình có được cái vườn mít như ý ha. Xin chào và hẹn gặp lại.